Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay nhân duyên chúng tôi xem cho một lá số tử vi của một bạn mà bạn ấy quan tâm đến đạo tứ phủ của Việt Nam. Và bạn ấy hỏi rằng là ra đồng như thế nào, hầu đồng thế nào thì ra đồng được, và cái quy trình để ra hầu đồng hầu thánh như thế nào. Thì trong lá số tử vi này chúng tôi có nhắc đến việc đấy và hướng dẫn bạn đến. Bạn ấy có dự kiến là sẽ cho bạn gái của bạn ấy ra hầu đồng mở phủ, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thế nào là một người có căn đồng và để mà ra hầu thánh thì các bước sẽ như thế nào. Các bạn theo dõi video và đến phần gần cuối thì các bạn sẽ nhận được cái câu trả lời cho cái việc một lá số mà có căn tứ phủ. Hôm nay vì thời gian cũng không nhiều nên là không chia sẻ nhiều với các bạn về căn tứ phủ được, và hẹn các bạn sẽ vào một hôm nào đấy chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thế nào là đạo mẫu. Và đạo mẫu của Việt Nam được sắp xếp ngôi thứ như thế nào, khi mà chúng ta vào đền ấy, thì ai trước ai sau lễ như thế nào trong các đền thờ mẫu. Xin các bạn bắt đầu theo dõi cái cuộc nói chuyện giữa Tử Vi Việt Nam cùng với đương số. Và bạn ấy rất muốn chia sẻ video của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy muốn là các thầy giấu tên và không biết nhiều về từ bạn cái đời tư của bạn ấy nhiều, nên là chúng tôi sẽ cắt xén đi một số phần nó liên quan đến cái việc đời tư của bạn, và chúng ta chỉ xem quan tâm đến cái việc là chúng ta luận giải cái lá số tử vi này như thế nào. Và đây là một lá số tử vi mà có mã số là 1058. Mời các bạn xem và chúng ta đánh giá. Nếu mà chúng ta thấy hay thì nhớ like hoặc là comment để cho các thầy Tử Vi Việt Nam có động lực để chúng ta tiếp tục phát triển nền tử vi của chúng ta. Và đừng quên đăng ký vào kênh hoặc nhắc nhở các bạn của chúng ta đăng ký vào kênh để được theo dõi cập nhật các video thường xuyên hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn. Mời các bạn chú ý theo dõi. Thứ nhất là lá số này là cung mệnh có sao Vũ phá, thì con nên làm những việc nặng nhọc một chút. Nếu mà có điều kiện vào công an quân đội thì tốt, mà không có điều kiện thì phải làm những ngành như sản xuất hoặc là vất vả một chút thì con mới thành công. Bây giờ con làm nghề gì? Thì đó là bên dịch vụ. Làm dịch vụ à? Chơi, nói chung là bên nghệ sĩ, bên nghệ thuật đó. Sao Vũ Khúc cũng là một cái sao nghệ thuật tốt cho cái phần dịch vụ cần nghệ thuật của con nhá. Người có Vũ Khúc tài mệnh thì đa tài lắm. Nên là con ấy là lắm tài lắm. Biết không? Sao Vũ Khúc là một cái sao mà mạnh mẽ đấy, nhưng mà tài năng rồi, nhưng mà cái công danh của con nó hơi bị trục trặc một chút, bởi vì cái sao Vũ Khúc Vũ phá con nó lại nằm rồi gặp sao Triệt đóng. Công danh sự nghiệp hơi lận đận nhá. Mạnh thì mạnh mẽ, có sao tướng quân thiên quý, nghĩa là đi đâu cũng có quý nhân phù trợ nhá. Vì sao thiên quý tại mệnh tốt. Hai nữa là có cái sao phong cáo tại mệnh được nhiều người khen ngợi. Ba nữa là có sao thiên mã tại mệnh, có nghĩa là đa tài đa nghệ, việc gì cũng làm được, giỏi lắm. Bốn nữa là có sao điếu khách tại mệnh thì ăn nói khôn khéo. Tài ăn nói phết. Về cung mệnh của con là nằm tại cung đấy nhá, nên là cái năm hạn của con ấy là nó mà chạy qua cung mệnh thì hơi vất vả, là những cái năm đấy là dễ trục trặc đường tình duyên lắm đấy. Công danh sự nghiệp của tình duyên của con trục trặc. Còn có một cái cung đấy là cung mệnh nhá, tương đối tốt. Cung phụ mẫu là có sao Thái Dương miếu địa tại ngọ, thì cái sao này nó nói rằng là con được nhờ bố mẹ rất nhiều. Bố con là một người rất thông minh, và trong lá số này là tương đối đẹp. Đó. Và có chờ gì đâu. Alo. Ơi. Có chờ gì đâu thầy. Alo. Có nhờ được gì ba không hả? Không có nhờ gì được hết. À, không có nhờ được bố mẹ hả? Bởi vì Thái Dương tại ngọ thì họ rất là nóng tính con ạ. Thái Dương lại gặp hỏa tinh nữa. Thì cái sự đấy là mình không hợp. Tóm lại là sau này thôi nhá, chứ còn bây giờ thì cha con là không, bố nghiêm khắc, bố mẹ nghiêm khắc,
và chủ về giáo dục nuôi dưỡng tốt và hơi khắc nghiệt đối với con. Con là bố mẹ khắc nghiệt lắm nhá. Và hai khác nhau. Khắc. Đấy. Con là khác nhau. Khắc cái này là khác như thế nào? Khắc ở đây á là con là khắc bản mệnh hay là khắc mạng hay là khắc như thế nào? Bản mệnh của con là lộ bàng thổ. Được chưa? Bản mệnh con lộ bàng thổ nhá. Mà cái mệnh của con ấy là nó lại dựa cái cục của con nó lại là thủy nhị cục. Có nghĩa là cái thân của con là mang hành thủy. Hiểu chưa? Mạng thì mang hành thổ nhưng mà thân thì mang hành thủy. Mà phụ mẫu của con là nằm ở hành hỏa, có dương. Hành hỏa đấy, nằm ở cung ngọ. Chính vì thế nên là thân của mình khắc cha mẹ. Đấy, nên là không nên gần. Ý chí thì không sao nhưng thân thì khắc. Không nên gần các cụ lắm. Nên xa nhà thì tốt. Và cái mệnh vũ phá là cái mệnh mà con cũng mạnh bạo lắm, mạnh dạn và dám làm liều lắm. Em lấy cung phúc đức của con nhá. Cung phúc đức là có sao thiên phủ đắc địa. Đấy thì con phải nhớ này, cái mộ tổ xa đời nhà con ấy nhá, được chôn ở một vị trí rất là đắc địa mà sau này giúp cho con rất nhiều tiền. Bên nào, bên ngoài, bên nội? Bên nội của con ấy. Ủa đâu có ai đâu trời, bốc lên hết rồi. Khổ quá. Bốc là như thế nào? Ai ông, cái mộ của ai, mộ tổ nào, mấy giờ, đời nào á, hay đời nào anh? Xa đời. Trên 5 đời, phải 6-7 đời. 6-7 đời của con. Vậy không biết à, con chỉ biết là của ông nội thôi. Rồi. Ông nội tốt rồi. Xa đời nhá, chôn vào những cái vị trí tốt lắm nên sau này con rất là thuận lợi về tiền bạc. Sau này giàu lắm. Đấy là tin vui đấy. Nha, cụ Phúc Đức đẹp lắm. Mà họ hàng nhà con ấy là có văn xương, văn khúc, khoa là nghệ sĩ, nghệ thuật lắm. Nên là cái dòng họ nghệ sĩ, nghệ thuật nên là con tham gia vào cái ngành xiếc cũng là cái môn nghệ thuật cũng rất hợp với cái dòng họ của con. Cung tiếp theo thầy xem cho con chính là cung Điền Trạch đất cát ấy, là cái cung Điền Trạch của con có cái sao Thái Âm và Thiên Cơ, Thái Âm Thiên Cơ Vượng Địa nhá, thì nó sẽ nói được cái việc là ở nhà con ấy, nhà con đang ở ấy, ở dưới một cái gốc cây ở nhà con có một cái hòn đá lâu ngày, một cái hòn đá nó thành tinh rồi, về tìm cái hòn đá đi nhá. Ở trong nhà luôn hay là đúng ở đâu? Rồi, ở nhà con ấy, ở trong sân vườn con ấy. Ở có vườn thì ít, ý là cái vị trí nằm ở ngoài nhà, trước cửa nhà hay là ở trong nhà hay là ở sau nhà? Ở ngoài nhà, bên ngoài. Dạ vâng. Nha, có viên đá thành tinh rồi. Và cầm cái viên đá mang sang chùa đi nhá. Ủa đâu có thấy viên nào đâu trời. Về tìm đi, ở dưới gốc cây á. To không hả? Không to lắm đâu. To không? Không to lắm. Vừa vừa thôi. Nhá. Ở nhà con có gần đền chùa không? Không thầy. Không gần đền chùa hả? Thế thì phải mang đến cái đền chùa gần nhất ở cái đấy mà mang cái viên đá đi nhá. Thì trong nhà sẽ yên ổn. Vâng. Đấy, đất nhà con có sao cô thần tại đất nữa nên là đất dễ có vong linh nữ ở trong đất. Đấy, nó phá mình không tốt nhá. Vâng. Và cung quan lộc của con là có sao tử vi pha tham lang. Thầy không khỏi khỏi xong cái cung mình thật nhé. Tại vì nhà đó giờ mà bây giờ trong nhà ai cũng bệnh hết á. Thì nhà con thầy nói không rồi. Không biết là lý do tại sao. Nhà con có ma. Xem mấy cái, xem mấy cái video thầy, xem mấy cái video thầy bắt ma ở trên mạng chưa? Dạ, xem rồi này. Đó. Nhà con có nhá. Cô thần kiếp sát thiên không Đà La nằm ở nhà con. Con là người bà con mình hay là như thế nào thầy? Không phải bà con đâu, đấy là vong lạ. Không anh em về nhà mình hết. Hoặc quấy phá nhà mình con lại nhá. Đúng rồi. Thì có mấy cách để hóa giải như sau. Hoặc là con sẽ nhờ các thầy ở ngoài Tử Vi Việt Nam cúng cho cái vong đấy, đưa cái vong ra Hà Nội siêu phát cho họ thì nhà con hết bệnh. Vâng. Nhá. Vâng. Và
hoặc là con về con nhờ các thầy chùa vào nhà, về nhà ấy cúng cho các vong ấy đi. Nói chung ở nhà cúng kính rồi cũng cũng kỹ càng này nọ lắm. Cúng kỹ càng nhưng mà không biết pháp để siêu thoát cho họ thì mình cũng không được. Vâng. Hiểu không? Đấy, dạ, nên là cái ốm đau cho gia đình con là do cái cung điện trạch mà ra hết, do đất ở đấy xấu, đất đấy có vong. Vâng. Hai vong nữ ở đấy liền. Mà cãi lộn biết. Như là nói chung ở nhà là nói chung là không, ở trong nhà này nọ là không có hợp nhau, cứ đi nhau lắm. Trong nhà bất hòa. Tình duyên thì cứ lận đận, ai trong đây cũng vậy hết á. Ờ. Tình duyên của con thì lận đận là đúng rồi. Bởi vì cái vong nữ ở trong nhà con nó thích con lắm, nó đi theo con thôi. Vâng. Nó phá, yêu cô nào là nó phá cho cô đấy chạy mất dép à, cô không chạy thì vâng, mình chạy. Vâng. Đấy là do đất của ma nhá. Vâng. Việc đấy giải không khó tí nào. Nhưng mà dùng biện pháp hợp phong mấy cái vực phong thủy được thầy không? Cầu siêu gọi hồn người ta lên siêu phát cho người ta thế là xong. Vâng. Việc đấy thầy sẽ giúp cho sau nhá, bây giờ thầy xem tiếp. Vâng, vâng. Cái cung quan lộc của con có sao tử vi tham lang ấy. Cái sao tử vi chính là cái sao vua mà chiếu cung quan lộc, nên số sau này con sẽ làm ông chủ. Vâng. Chứ không đi làm thuê đâu. Nhớ chưa? Con vâng, buôn bán sau này cũng phát tài lắm, bởi vì cái sao tử vi tham lang cũng là sao buôn bán tốt. Con hoạt động trong cái nghề nghệ thuật của con cũng tốt, bởi vì cũng phù hợp với con. Vâng. Tóm lại là con vừa hành nghề, con vừa buôn bán được. Con lại có lộc tồn năm cung quan lộc nữa, nên là con sẽ là người rất có lộc, có tiền. Nghĩa là tiền một cách thụ động ấy, họ tự đến. Có tài kinh doanh buôn bán. Nhá. Và con là người sau dễ kiếm tiền lắm. Vâng. Ừ. Nhất là sau khi con 32 tuổi, 6 năm nữa là con càng dễ nữa. Vâng. Rồi. Nhưng mà sao tại lúc trước con đã từng làm rồi, từng là chủ rồi, xong rồi vậy đi rồi lại từ khi xong rồi cái cuộc thất bại hết, mới từ năm nay năm ngoái rồi. Ừ. Thầy bảo con 32 trở ra cơ mà. Vâng. Chứ còn 26 rồi con bây giờ con đang bị triệt bệnh thì làm sao mà làm được hả? Anh nó đi gần đang cũng là cũng gì. Alo. Thầy nghe đây. Anh nó bây giờ có biết là làm cái việc gì hay như thế nào đó để cho đấy. Đây rồi, thầy sẽ xem hết tất cả cung xong thầy sẽ quân sư cho con nhá. Vâng. Cái cung nô bộc của con ấy là có cái sao cự môn hãm địa gặp tuần là gặp sao thai đóng ở đấy. Nên chính vì thế là sau này con là có, ngoài cái việc vợ ra, con là còn có tình duyên nhiều với các bạn bè của con nữa lắm nha. Với tình cấp duyên, dưới. Tình duyên gì mới được đó. Nên là có tình yêu với cấp dưới, có bạn với bạn bè đó. Vâng. Mà đặc sau này có cả sản phẩm đối với bạn nữa. Hơi hư tí. Có cái gì? Có sản phẩm. Sản phẩm là sao? Là có con là... Đúng rồi. Tiếp nữa này, là thân của con là cư thiên di, nên là con thích di động, con thích mạo hiểm, con thích chu du thiên hạ, không thích ở một chỗ. Vâng. Ừ. Lại sao con lại có cái sao thiên tướng nằm ở cung thiên di nữa, nên là người thích chỉ huy lãnh đạo thôi, không thích làm nhân viên đâu. Vâng. Chuẩn số chưa, đúng không? Vâng, đúng. Đó. Là con sau này rất phù hợp với cái việc làm chỉ huy lãnh đạo. Mà càng xa nhà con càng thành công nhá. Càng xa quê càng thành công. Có xuất ngoại được không này? Xuất ngoại thì con có thể xuất ngoại tốt. Xuất ngoại tốt. Vâng. Ừ. Cung thiên di có cái cơ hội để xuất ngoại không á? Có, vì cung thiên di của con rất đẹp. Vâng. Thứ hai nữa là cái vong nữ ở nhà con nó không giữ con nữa, là con đi thoải mái. Vâng. Bây giờ đi nó sợ mất người yêu nên là nó cứ giữ thôi. Vâng. Ừ. Về sức khỏe con thì rất tốt, không vấn đề gì. Con chỉ sau này chỉ bị bệnh dạ dày, thế nên là khó béo lên được. Vâng. Ừ. Bây giờ thì đó. Ba đang bị đó. Bị hai mấy năm rồi. Ừ, đúng rồi. Đau bao tử hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Tiếp nữa là cái sao đào hoa nằm cung tật ác, nhưng sau này ít em út thôi, không có là mệt đấy. Vâng. Ừ. Tiếp theo là cung tài bạc. Tóm lại cung tật ác của con tốt, không vấn đề gì đâu nhá. Vâng. Sao thiên lương là cái sao giải bệnh nằm cung tật ác, nó sẽ giải hết bệnh tật cho con. Vâng. Cung tài bạc của con có hai sao liêm trinh thất sát đắc địa. Đó. Thế nên là sau này kiếm tiền xuất sắc lắm. Vâng.
Cái sao liêm trinh là cái sao thu giữ được, thầy ơi. Cái sao tiêm trinh là cái sao thu vén tiền bạc tốt. Đấy, tiền tài, nhưng mà lại nó lại làm cho tiền tài con thất thường. Vì cái sao thất sát là nó làm cho tiền tài thất thường. Có nghĩa là con lúc vào rất nhiều, lúc ra vào một đường ra một đường. Đó. Bởi vì liêm trinh thất sát đi đồng cung nhá. Nhưng cơ bản là con kiếm được rất nhiều tiền. Đấy. Nhưng mà hay hơi hao tán, hao phí một tí. Có lại hết, rồi, nhưng mà có không có giữ được. Nhưng có lại hết hết lại có, yên tâm, nhưng cháu bao giờ thiếu tiền đâu, sợ. Vâng. Nhưng mà chú kiếm tiền giỏi lắm, tốt. Nhưng mà cái nào kiếm ra được tiền đó rồi? Con thì cơ bản là con đang bị trượt bệnh ấy, nên là con đang bị che mắt thôi. Nhưng khi con mà hết đến qua 32 tuổi là một, thứ hai nữa là tại cung điền trạch của con giải được các âm vong đi theo con đi nữa là con kiếm được tiền thoải mái. Kinh doanh cũng ra tiền mà làm siếc cũng ra tiền. Về cung con của con nhé, à cung vợ nhá. Cung vợ con ấy thì sau này, cung vợ của con, vợ. Vợ hai vợ chồng thì sau này là khắc khẩu nhau lắm. Nha. Hai vợ chồng sau này khắc khẩu. Nhớ chưa? Đấy là một. Tiếp nữa là lúc đầu thì rất yêu nhau nhưng tình yêu càng ngày càng giảm sút. Thứ nữa là, và tiếp theo nữa là con sau này dễ hai đời vợ lắm. Thầy định đầu năm. Ừ, nói đi. Định đầu năm sau kết hôn có được không ạ? Thầy xem nào. Đầu năm sau là con 27 tuổi âm. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Sang năm hả? Thì định một cuối năm hay đầu năm đó. Sang năm đầu năm thì cưới được. Sang năm đầu năm cưới được đó. Nhá. Mà cẩn thận là tháng 12 năm nay là vợ có bầu luôn, người yêu có bầu đó. Nhá. Vì sao thai nó đóng vào năm nay này. Đại tiểu vận là tiểu vận nó đóng vào năm nay dễ có bầu vào tháng 12 xong rồi đầu năm sau cưới luôn đi. Cẩn thận là hai đời vợ đấy nhá, bởi vì tả hữu chiếu của cung vợ đấy. Rồi là có thiên hình, sau này là khác quan điểm nhau. Và vợ đó, sao đó người yêu nó sao đó. Đào hoa đó, nói chung là. Đúng rồi. Bởi vì tham lang mà chiếu của cung vợ thì là tham lang gọi là chúa đào hoa. Và lấy là một cô vợ đào hoa lắm nhá. Huynh đệ trong nhà em, nhà con có mấy anh em? Có đứa em gái thôi. Em gái hả? Sau này anh em gái với anh trai giúp đỡ nhau được. Phò tá nhau, giúp đỡ nhau tốt nhá. Cô đấy cũng được. Nói chung hồi đó đến giờ là không có nói chuyện với nhau. Sau này giúp đỡ được. Thầy chốt lại mấy phương án như quân sư cho con như thế này nhá. Thứ nhất là vì cái những cái sự việc mà con diễn ra gia đình nhà con náo loạn này, mọi người ốm đau ở trong cái đất này, ở đấy này, con thì làm ăn thì suy sụp này, không tốt đấy, bởi vì là đất nhà con có ma, hai ma nữ ở trong đất nha. Đấy, nên là giải hai cái ma nữ đi, siêu thoát cho họ là ok, là cuộc sống gia đình là trở về bình thường ngay. Tiếp nữa là bản mệnh của con là khắc cục, nên là mệnh thì thổ cục thủy, nên là đời con sẽ hay gặp những việc trái ngang như thế, nên cần phải kiên trì kiên định để hóa giải nó. Được chưa? Nữa là cung mệnh của con là nam mệnh, có hai cái sao vũ phá tại mệnh ấy, hai cái sao là phải làm việc nặng nhọc thì con mới thành công, hoặc là làm nghề binh nghiệp, công an, quân đội, tòa án thì mới thành công. Được chưa? Hoặc là con sẽ sản xuất một cái gì đấy thì sẽ thành công. Thời trang thời trang cũng được, bởi vì con có sao thiên mã phong cáo, rồi hồng loan chiếu một cung mệnh.
Và tiếp nữa là con càng xa nhà con càng thành công. Vì thân cư thiên di nhá. Rồi hỏi thầy việc gì nữa nào. Thầy hỏi cái cung phúc đức đó thầy. Cung phúc đức của con quá đẹp. Không, nhưng mà nói là đi là bốc mộ này nọ được chứ chưa ạ. À, cái việc đấy là mộ xa đời. Nhà đồ ông nội nhưng mà có thi thế nào đó. Cái đấy là mộ mộ xa đời nhà con rồi. Chứ không phải mộ ông bà. Thầy nói là mộ xa đời. Những cái mộ gần đời gần ở đây là không có bị sao phải không ạ? Không không. Mộ xa đời của con tốt nên là kiếp này đời này của con tốt thuận lợi. Vâng. Thuận lợi nhất là về tiền. Nên là con thấy con kiếm tiền dễ hơn so với các bạn không? Đúng. Đấy, bởi vì cung phúc đức của con có sao thiên phủ quá tốt. Vâng. Mà cung phúc đức thì nó chiếu thẳng vào cung tài bạch của con nên là con thuận lợi về chuyện tiền bạc. Mấy nói là bây giờ. Ừ, con nói đi. Tại vì nói chung là đi đâu thì nọ rồi ai cũng nói là được tay năm 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 sinh là ông năm ông nội mất. Ừ. Nên lúc cầu ông thì ông cũng nói chung là cũng được. Cứ nói đi, cứ nói đi, tao nghe mà. Thì là cung phúc đức không bị gì phải không ạ? Không. Trong lá số này cung phúc đức của con chả sao cả. Rất đẹp. Thầy coi con nếu mà muốn có thể có thể xây làm cái alo, xây cái nhà thờ tổ được không ạ? Con xây được quá tốt, con càng xây con càng nhiều tiền. Càng lắm lộc. Vâng. Tại vì con cũng mong là con nhưng mà làm cái tiền này nọ là sẽ xây thành cái nhà thờ tổ cho nó tự lớn hơn, tại vì giờ đang ở chung á với lại chú bác rồi nữa. Nên định mua là cái căn này là chỉ làm nhà thờ tổ thôi. Con là thế là có hiếu với các cụ đấy. Ở nhà thờ cúng thì nọ là nói chung là con là người phụ trách hết. À thế à. Vâng. Rồi thế con sẽ có nhà sẽ đất sớm thôi, 33, 34 tuổi là có rồi. Chứ nhà bây giờ đó là nhà của ông nội nên được chú bác ở chung. Ừ. Đấy, chứ cái nhà đấy là nhiều vong, là nhiều ma quá nên là gia tiên nhà con không về được nhà đấy đâu. Các cụ không về được nhá. Thì bây giờ làm cách nào tạm thời bây giờ dễ lắm. Cái gì chưa? Dễ lắm, thầy sẽ gửi cho một cái video hướng dẫn. Vâng. Hoặc là thầy có thể nói như sau. Thứ nhất là con đưa cho thầy địa chỉ này, các thầy địa chỉ nhà con này nhá. Vâng. Các thầy sẽ đưa cho con một cái bài khấn để con mời các vong linh đang ở nhà của con ấy về cái nơi các thầy làm việc. Sau đấy các thầy sẽ mời họ lên để giao tiếp với họ, cho họ tiền vàng quần áo và cầu siêu cho họ, thế là xong. Được chưa? Đấy, thế là thôi, thế là tốt. Bây giờ thầy các thầy tử vi Việt Nam công nghệ lắm, giải vong không cần phải đến tận nhà gia chủ đâu. Ngồi Hà Nội mà giải được khắp mọi nơi á. Làm nhiều rồi. Vâng, như thầy cho hỏi cái cung gì ạ? Cung thầy thiếp đó thầy. Cung thầy thiếp của con sao? Nhưng đó là bây giờ muốn kết hôn với người này, các thầy có cái tổ của người này có hợp hay không á? Hợp hay không phải có lá số tử vi người đấy, phải xem cho người đấy chứ, một mình tuổi không chưa giải quyết được con ạ. Vâng. Được không? Vì con thấy cái trong cung phu thê của con ấy là có cái sao thiên hình nằm ở đấy, rồi cái sao tam môn nằm cung quan lộc nó chiếu vào, được chưa? Vâng. Rồi cái sao phục binh nằm ở cung thân của con nó lại chiếu vào cung phu thê, rồi cái sao hóa kỵ là cái sao thị phi, rồi cái sao cãi cọ nó lại nằm cung phúc đức của con, nó lại chiếu vào cung phu thê, nên chính vì thế nên là con với vợ con sau này loằng ngoằng lắm. Nói chung là bị người này gặp người nói thì cái nói ngoài rồi nhưng mà hai người gây lộn đó, chính vì thế nên là nó nói chung là khổ bởi cái cô cái này được suốt bao nhiêu trong chờ đâu đấy, nên là cái việc vợ con là hơi phức tạp một tí với vợ. Phức tạp biết mà, nhưng mà đang không biết như thế nào. Thôi bây giờ cứ lo cho gia tiên trước đi, nên cái việc vợ thầy sẽ hướng dẫn sau. Vâng. À, cho các cho cho điền trạch nhà mình trước đi nhá. Vâng. Đấy,
nhắn tin cho thầy địa chỉ đất, là chụp cho anh thầy ảnh ảnh nhà của con nhé, từng góc một, chụp ảnh bàn thờ, chụp ảnh nhà. Vâng. Đấy, sau đấy gửi thầy về cho thầy. Xong sẽ, vâng, xong rồi thầy sẽ gửi cho một cái bài khấn để khấn đưa họ về Linh Quang Điện. Xong ở đây các thầy tử vi, vâng, các thầy ở đây sẽ cúng cho các vong linh đấy. Thầy đang nói chuyện với con mà bụng đau quằn quại bởi vì ở đây có vong đau bụng lắm. Gì vậy? Thầy nhà tâm linh mà nên là bị ánh xạ của họ ngay lập tức. Nhắc đến, vâng, là bị đau bụng rồi. Nên ở đấy là vậy? Ở đấy bây là hay bây giờ nói chung là làm theo thầy đúng không? Tạm thời bây giờ là gửi cái tập hình để đó đúng không ạ? Đúng rồi, gửi vào cho thầy nhá. Vâng. Xong vâng, thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Vâng. Ừ. Thế có muốn... rồi bây giờ tại từ đây cho đến năm sau em muốn làm gì đó có được không ạ? Thật ra năm năm nay của con là năm giờ cung thân, có nghĩa là giờ cung quan lộc có sao thai ấy. Rồi tóm lại là cái năm mà thai nghén nhiều việc lớn, nhiều việc của con nhá. Cái tháng 9 là tháng thuận lợi trong cái chuyện tiền bạc này, làm gì cứ làm, tháng này cứ làm. Tháng sau là tháng 10 nó rơi vào cung điền trạch của con, có cái sao cô thần kiếp sát thiên không Đà La. Cung điền trạch nhà con xấu thì sáng 10 đừng có làm cái gì cả. Có chăng thì chỉ làm cầu siêu độ cho họ thôi. Khi nào một con cầu siêu cho các vong linh ở đất mà không còn cái gì nữa thì hãy làm. Được chưa? Tháng 11 nó rơi vào cung quan lộc của con, có sao tử vi tham lang hóa là có lộc tồn, nên là công việc của con mặc dù lẹt đẹt nhưng vẫn có tiền. Tháng 12 là cẩn thận bạn gái cũng bầu và chuẩn bị cưới vào sang năm. Và sang năm ấy là năm sẽ rơi vào cái cung thiên di của con, có nghĩa là con sẽ dịch chuyển, con sẽ đi lại nhiều, con có thể con sẽ xuất ngoại vào sang năm hoặc là đi xa nhà sang năm. Thì con định xuất ngoại đó nên không biết được hay không thôi. Đấy, sang năm là con thuận lợi việc đấy nhá. Tại do có cao huyết áp rồi, với lại nên không biết có đi được hay không thôi. Cao huyết áp của con do bị vong nhân linh tác động, con giải vong xong hết ta cao huyết áp luôn. Cái này nắp lắm, nó sao ta, hay dễ mà đóng kính lắm. Ừ. Thôi bây giờ cứ lo việc đền trạch đi nhá. Xong rồi còn việc gì nữa thầy sẽ giải quyết nốt cho. Thầy tin rằng là sau khi giải các vong linh tại đất đi là nhà gia đình con hết ốm đau, mọi thứ nó tốt. Vâng. Ừ. Vậy tóm lại bây giờ là con năm sau là bây giờ con muốn làm, bây giờ mình định mở quán tiệm nail rồi đó, bây giờ có được không thầy? Tiệm nail được, bởi vì con có thiên mã tài mệnh là đa tài. Khéo tay, sao vũ khúc là sao cực kỳ khéo tay về nghệ thuật, nằm tại mệnh của con có thể làm tốt. Con đi làm nail thì con thành công đó. Như vậy là do con cái gì cũng biết làm hết nên không có biết là chọn cái nào nó chính xác. Nếu con chọn nail, chọn nail mà làm nước ngoài thầy ủng hộ con, chắc chắn thành công. Không, ở đây thì định ở đây. Ở đây á, ở đây thì phải xa nhà. Nhà con cách quê xa không? Dạ không có quê, ở đây luôn, ở Sài Gòn luôn. Nhà con Sài Gòn luôn à? Vâng, tại vì người Hoa, con người Hoa. Ồ. Nhưng mà sinh ra Hà Nội ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Việt Nam à. Thế à? Thế thì không thành công lắm, không thành công lắm đâu. Nếu con mở ở nước ngoài thì thành công, còn mở ở Sài Gòn thì không thành công lắm. Tại vì thấy có năm trời nay nói chung là không có làm việc gì hết. Nói chung là ở không như vậy thôi đó, không có công việc gì hết đó. Nên bây giờ định là mở cái công việc ra để gì nên con. Thầy người Bắc nên là nghe cái câu ở không ấy là buồn cười lắm. Ở không có nghĩa là rảnh rỗi đúng không? Đúng rồi. Là không, nói chung là không có làm gì hết mà chỉ xài tiền thôi đó. Nói chung là cũng mệt, không phải là xài tiền mà thứ rất là mệt mỏi. Thầy vừa Sài Gòn ra mà vừa đi Côn Đảo về ấy, vừa ở Sài Gòn ngày 2 hôm liền. Thầy ở đâu thường thầy? Ở quận mấy á? Thầy quận 1, quận 1. Thì em nghe chỗ con, em nghe chỗ chợ lớn á, chợ Bình Tây á thầy biết không? Ừ. Ở nhà gần cái đấy đấy. À, thế thầy toàn ở gần đấy mà. Vâng. Thì không có nghỉ hoa không? Ừ. Thôi lần sau thầy vào Sài Gòn thầy sẽ alo. Vâng. Ừ. Thế còn cái cung điện trạch thì bây giờ con về chụp ảnh các thứ đi nhá, để gửi thầy để lên phương án. Nhưng nó bây giờ cũng đầu tư cái gì là vẫn được phải không thầy? Từ từ đã, làm việc phong thủy cho đất xong đã, người không con không bị các vong linh phá đã, thì con làm cái gì cũng sẽ ổn nhá. Bây giờ tập trung vào làm việc đấy đi, chứ người ta mình đang bị phá, mình đang số, mình đang bị người ta phá phách mình để trông không yên thân, mà mình cứ làm thì mình lại càng mất nhá. Sau khi con làm xong việc đấy thì con sẽ thành công. Vâng. Nhá, và số sau này giàu có lắm, nhìn vào
nhật nguyệt sáng rực thầy, nhật thầy coi tại ngay thì cứ lên hồi con có ra ngoài Hà Nội xong rồi có mấy cái thầy mà trình đồng đó thầy xong rồi cái thầy nhìn con thầy nói là hả sát cô ơi ai như thế nào alo ủa là thầy à như thế này cái thầy trình đồng nó cũng nói tiếng rồi nói là kêu em đi trình đồng đi đấy xong rồi nói em là sát cô ơi em quên thì sao không biết như thế nào nhưng mà trong mà bây giờ nếu mà muốn ra hầu trình đồng á mình là thầy biết không như thế nào không ạ? Thật ra thì để trình đồng ấy là trình đồng chính là cái là nó là một cái tứ đạo làm đạo tứ phủ của Việt Nam em người có căn đồng thì mới trình đồng nhưng mà bây giờ người yêu của con thì hiện giờ là đang có căn đó nên nét lúc nào cũng gì hoài nên bây giờ đó bây giờ nếu mà muốn ra trình đồng mình làm như thế nào này đây nhá, muốn trình đồng á là người ta phải làm mấy động tác như sau. Thứ nhất là phải xác định cái người đấy có căn thật. Có căn. Có căn thì phải xác định trong lá số tử vi nó phải có sao tứ linh chiếu mệnh. Là kiểm tra, đấy kiểm tra này long trì phượng cát hoa cái bạch hổ chiếu mệnh. Vâng, bản linh tướng. Rồi, đấy là thứ nhất. Thứ hai, trước khi trình đồng thì người ta phải làm một cái việc là phá độ gia tiên trước. Có nghĩa là người âm cho ra mình ấy, cho họ siêu thoát hết đi. Sau đấy là người ta phải trả nợ tào quan, di cung hoán số, tam phủ thục mệnh. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba ấy, là ra xin đội bát nhang trước. Nếu mà yên thân rồi thì không cần phải trình đồng. Nếu mà làm xong ba bước đấy mà vẫn chưa yên thì bắt buộc phải trình đồng. Thế trình đồng thì lại có chia thành hai phần. Một là trình đồng tiễn căn, hai là trình đồng mở phủ. Trình đồng tiễn căn là nhờ thầy đồng hầu giúp và ra hầu thánh, nhờ thầy hầu thánh và thầy tiễn căn cho luôn, nghĩa là thầy xin thoát luôn, xin không hầu nữa. Thì đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là nếu mình không làm theo con đường đấy thì mình có thể xin hầu thánh bằng cách là trình đồng mở phủ. Đấy thì quy luật quy là không có những người không có căn đúng không ạ? Trình đồng mở phủ là những người căn nặng. À vậy hả? Là phải mở phủ. Bây giờ nếu không có căn mà muốn trình được không thầy? Không có căn muốn trình thì nếu mà làm không đúng cách là lỗi là còn nguy hiểm hơn. Ồ vậy đó hả? Tại con cũng thích cái môn kia. Thế à? Thích môn hay chứ? Thích môn hầu đồng lắm hả? Không phải thích mà như tâm linh mấy cái đó. Thích về mấy cái tâm linh rất là tin tưởng và thế nào đấy. Được rồi, con muốn ra trình đồng thì con cũng phải tuần tự 3 bước, 4 bước như thầy nói. Đầu tiên là phải phá độ gia tiên trước. Nghĩa là mình muốn trình đồng thì gia tiên thì mình phải mạnh, phải giúp đỡ được cho mình, đi cầu cúng được cho mình. Cha mẹ nhiều đời kiếp của mình phải siêu thoát và phải hồi hướng cho họ xong đã. Sau đấy con làm an bản mệnh của con bằng cách là trả nợ tào quan, là trả những cái nợ tiền kiếp do kiếp trước con vô lượng kiếp con nợ nần ai đấy thì sẽ trả tiền về đấy, rồi nợ giết người ai giết ai thì cũng sẽ trả hình nhân về đấy, rồi sám hối nghiệp của mình, rồi di cung hoán số để những cái sao xấu nó không nằm vào cung mệnh của mình nữa, rồi tam phủ thục mệnh để cho nhờ Đức Phật ấy là bảo vệ cái vận mệnh, hộ vệ cái vận mệnh của mình. Có đi rồi thầy. Sau đấy lại con mới ra trình đồng. Và sau khi trình đồng thì có hai bước, một là trình đồng tiễn căn, có nghĩa là trình đến đấy xong rồi nhờ thầy tiễn đi cho. Cái bước thứ hai hoặc là nếu mà căn nặng hoặc thích ra hầu đồng ấy mà có căn thật thì con sẽ trình đồng và mở phủ. Thấy chưa? Sau khi mở phủ chính là con bắt đầu hầu đồng. Ngày đầu tiên là thầy sẽ sang khăn cho con. Đấy, có nghĩa là giới thiệu con ra tứ phủ và sang khăn để con bắt đầu hầu ngày đầu tiên luôn. Đấy. Tại vì có anh ở ngoài đấy hầu đó thì nói chung nếu mà hầu vậy thì mai mốt mình làm ăn này nọ rất là dễ làm ăn. Không thầy? Đúng thế, nếu người nào hợp. Vâng. Nhá, thầy mà biết, cái nếu người hợp, nếu mà hợp ra đúng, ra đúng. Còn nếu mà ra sai thì sạch sành xanh chỉ được manh áo đỏ thôi. Vâng. Có nghĩa là mất hết tài sản chỉ còn manh áo đỏ chính là cái áo ghê vậy. Đúng rồi. Nên là không phải ai ra đồng cũng thành công đâu nha. Vâng, vâng. Đa số là thất bại. Nhớ là đa số thất bại, chỉ một số ít người thành công thôi. Vâng. Đấy. Khi ra thì dễ nhưng mà sau này lỗi thì khó sửa lắm. Vâng, vâng. Bởi vì bởi vì người ta có quan niệm là Phật thì từ bi hỷ xả, nhưng nhà thánh thì vâng, một ly một lai cũng chấp, nếu mà ra sai là bị phạt kinh khủng. Vâng, vâng. Thôi chủ đề đấy thì chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay thầy xem tử vi cho
cho con nha. Với không không sao, tại với lại mẹ hồi đó nó bỏ khoảng 2-3 đứa em đó. Đúng rồi. Bây giờ muốn làm như thế nào đó. Cầu siêu. Cầu siêu độ cho họ nhá. Hôm nào đấy con mẹ cũng có ghi, mẹ cũng có ghi tên ở chùa rồi, nó cũng cúng thành thường ngày, nhưng mà bây giờ muốn những người con đó, hiểu không? Bây giờ thế này này. Bây giờ thế này. Bây giờ thế này. Bây giờ thế này nhá. Hoặc là thầy sẽ vào Sài Gòn, thầy đến gia đình con, thầy mời các bé lên nói chuyện. Hoặc là con kiếm một cái iPhone xong gọi FaceTime cho thầy, thầy cũng sẽ mời họ lên nói chuyện qua internet được. Sau khi thầy nói chuyện thì thầy sẽ hướng dẫn để cách để siêu thoát cho các bé đấy. Thì cái hôm đấy thì thầy cần là gia đình con ngồi tập trung ở nhà con, gọi điện thoại FaceTime bằng iPhone cho thầy, quay truyền hình trực tiếp ấy nhá. Thầy sẽ gọi hồn cái vong linh ở đất nhà con lên, rồi gọi các bé đỏ, các bé anh em nhà em con lên để nói chuyện rồi siêu thoát cho họ nha. Vâng. Tùy chọn, có thể hai cách đấy. Nhưng mà đợi thầy vào Sài Gòn thì hơi lâu quá, vì thầy bận lắm. Ồ vậy đó hả? Hy vọng là sẽ có duyên được gặp thầy. Nói chung bây giờ được thầy luận giải là có duyên trước tiên nữa. Hy vọng sẽ gặp được thầy. Alo. Thật ra thầy chưa bao giờ nói về tứ phủ ở trên mạng internet này cả, vì hôm nay con hỏi nên thầy mới nói. Nên là cái việc này mà chia sẻ tại nên... thì con thấy sao là ở ngoài mặt thì cái hậu độc trình phủ như vậy nó thịnh cái gì hơn là ở trong miền Nam. Rồi yên tâm, chúng ta sẽ quay lại một hôm khác nhá. Thầy sẽ chia sẻ cái video này lên trên mạng và không để tên của con, không để tên đâu. Vâng. Tại vì cái tư vấn này cho con thì cũng có ích cho nhiều người đấy, nên là mình cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Mình chia sẻ là cho nhiều người biết về tứ phủ, rồi biết về vận hạn cũng tốt đúng không? Vâng, vâng, thì đó nên mình thấy, nên con mới hỏi, con mới thắc mắc là không biết người có căn hay là người không có căn nên trình như thế nào ấy chứ. Giờ người không có căn đó là muốn trình nó có được hay không, nên con mới thắc mắc mới hỏi thầy như vậy. Người không có căn trình là khổ luôn á. Vậy, vậy đó hả? Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy. Nên là hết sức cẩn thận, lúc nào đưa lá số của bạn gái đấy thầy xem nhá, thì em cô có căn thật hay không và phân tích cô căn đủ mấy. Thì nó thân thích ngày đầm đó. Rồi lúc nào gửi lá số của cô thầy xem tiếp nhá, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về việc đấy. Vâng. Ok chưa? Alo. Rồi nhá. Alo. Có gì nhắn tin cho thầy nhá. Vâng, dạ, chào thầy, cảm ơn thầy. Chào tất cả các bạn. Tử Vi Việt Nam rất hy vọng qua video này có thể chia sẻ cho các bạn hiểu thêm về phong thủy tại đất này, hiểu thêm về thế nào là có quan đồng, căn đồng, rồi thế nào là trình đồng, quy trình các bước để ra trình đồng như thế nào cho nó hợp, cho nó phải, vì nếu như không làm đúng thì sẽ bị phạt và không được lộc như mong muốn. Nên các bạn hết sức cẩn thận. Hy vọng video này giúp được cho rất nhiều bạn. Rất mong các bạn đăng ký vào kênh của Tử Vi Việt Nam để được theo dõi các video thường xuyên. Những cái việc xem này chia sẻ cho các bạn để cho những người nào cùng có cảnh ngộ hoặc là cùng có cái khúc mắc như bạn đấy có thể nghe rồi tự cải được vận mệnh cho mình. Xin cảm ơn và chào tất cả các bạn.